chào Lan Nguyên. Em xin chào tất cả các chị thân mến, xin mời các chị vào xem livestream ngày hôm nay của Vinvision nhá. Ngày hôm nay bên em sẽ xả zoom nha. Hôm nay là buổi xả zoom cuối cùng của bên em trong mùa hè này nhá. Xả zoom cuối vụ đồng giá 75.000 trên một sản phẩm các chị nhá. Xả zoom cuối vụ các chị nhá. Hôm nay là xả vụ zoom cuối vụ này không tặng tiếp gì hết đúng không ạ? Bên em xả thẳng với giá 75.000 cho ai xem tham gia livestream nhá. Chia sẻ livestream cho em đi nào. Đúng 75.000 trên một chiếc zoom nha cho chị nào tham gia livestream này. Chỉ 75.000 trên một chiếc zoom các chị nhá. Giá liên biết là 350.000 đúng không ạ? Đây là giá xả kho cuối vụ nhá. Vừa bán vừa cho các chị luôn với giá 75.000 trên một sản phẩm nhá. Chị nào tham gia livestream chia sẻ livestream cho em nào. Tối thiểu 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân bán thẳng cho các chị với giá 75.000 luôn. Comment đặt hàng đi nào các chị ơi. Ai mua hàng thì nhớ comment đặt hàng ngay và luôn sau khi chia sẻ livestream cho em nhá. 75.000 trên một chiếc Linh Nguyên nhá. Cái quạt nó bị bay quá. 75.000 trên một sản phẩm các chị nhá. Ai mua hàng thì comment đặt hàng ngay và luôn cho em nào. Số lượng có hạn nhá, số lượng có hạn đúng không ạ? Đây là zoom cuối vụ các chị nhá. Ba còn duy nhất ba màu như em đang mặc nhá. Duy nhất ba màu như em đang mặc này, đây là zoom cuối vụ của bên em nhá. Bên em xả thẳng với giá 75.000 trên một sản phẩm cho chị nào tham gia livestream và chia sẻ livestream với em này. Xả thẳng luôn các chị nhá, không phải 20.000 10.000 đâu ạ. 20.000 10.000 mọi lần chỉ là giá cho thôi. Hôm nay bên em với giá sale thẳng luôn nhá. Sale cho các chị kịch kim luôn với giá sale là 80% còn 75.000 trên một chiếc nhá. Sale kịch kim 80% này còn 75.000 trên một chiếc cho em tham gia và chia sẻ livestream em luôn nhá. Không phải 20.000 hay 10.000 hay free như ngày hôm nữa được không ạ? Hôm nay là xả zoom cuối vụ các chị lưu ý nhá. Xả zoom cuối vụ còn duy nhất 3 màu của tổng 3 mã khác nhau em gộp lại thành một mã thôi này. Đúng không ạ? Ai đặt hàng chuẩn bị comment cho em nhá. Đã chia sẻ kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Đã chia sẻ kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương nhá. Nào, thời gian đầu chúng ta săn hàng với giá 75.000 bắt đầu đấy ạ. Thời gian đầu săn hàng với giá 75.000 bắt đầu nhá. Các chị lưu ý hôm nay sản phẩm bên em rất rẻ luôn, vest cũng rẻ này, zoom cũng rẻ, cái gì cũng rẻ. Chỉ cho các chị săn về thôi, 75.000 ai mua nào. Ai mua chuẩn bị comment cho em nào. Comment nhá. 75 kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương nhá. 75 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Ai đặt hàng thì để lại thông tin cho em này, điều kiện chia sẻ livestream với em nhá. Tối thiểu 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân. Comment tại livestream này luôn là đã chia sẻ kèm màu kèm số điện thoại cho em đây. Ai lấy zoom nào để lại thông tin nhá. Đây là màu xanh đúng không ạ? Đây là một chiếc zoom sắp nét màu xanh này. Tiếp theo là một chiếc zoom màu đỏ nhá. Cái này màu đỏ và em mua được mặc là màu hoa vàng. Đó. Đồng giá 3 mã zoom, mỗi mã là 75.000 trên một chiếc cho chị nào tham gia đầu livestream chia sẻ livestream với em nhá. Đầu livestream tương tác 75.000 bán thẳng cánh của anh luôn. Không phải giá 10.000, 20.000 như mọi hôm đâu ạ. Hôm nay là giá tương tác và giá bán nhá. Không phải là giá tặng, giá cho nên các chị yên tâm, không có việc chúng ta không mua được hàng đâu ạ. Nên chị nào tham gia livestream nhớ chia sẻ livestream với em để em bán cho các chị với giá 75.000 nhá. Đúng không ạ? Nào, chị nào chúng ta mua hàng để lại thông tin nhá. Em bán với giá 75.000 trên một sản phẩm zoom nhá. Còn khoảng 200 chiếc thôi này đúng không ạ? Zoom xả kháng co cuối vụ ngày hôm nay bên em tổng hợp tất tật các ma bán cho chị với giá 75.000 nhá. Ai lấy để lại thông tin ngay và luôn này, số lượng có hạn nên em không đảm bảo là còn hàng nhá. Số lượng có hạn nên em Hương không đảm bảo là còn hàng đâu, nên chị nào mà chúng ta đã ưng rồi thì nhớ comment đặt hàng ngay và luôn để em chốt tại livestream cho các chị luôn nhá. Nào comment nào, 75 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. 75 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là chiếc zoom màu đỏ, bên trên là vải thái chéo, còn bên dưới thiết kế là quần thô nhá, vải thô này, lanh lụa, vải lụa rất chi là mát đó, rất mát. Tiếp theo Hương là mặc là màu vàng nhá, bên trên là vải thái chéo màu vàng, phần dưới là quần thô đúng không ạ, vải thô rất mát luôn. 75.000 trên một zoom ai lấy nào. Giá rất rẻ các chị nhá. Đầu vụ bên em vẫn bán 350.000 trên một chiếc nhà, bây giờ giá 75.000. Ai chúng ta nhiệt tình thì bên em bán luôn cho này. Điều kiện chia sẻ livestream nhá. Tối thiểu 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân cho em này. Vừa bán vừa cho nhá. Hôm nay 75.000 nha, các chị yên tâm nhá. 75.000 là giá chắc chắn là chúng ta mua được rồi. Không phải giá 10.000 hay 20.000 như mọi lần nữa nhá. 15 phút đầu ai mua hàng nhanh tay comment cho em nào. Em chỉ xả trong khoảng 15 phút đầu nhá. Nào chia sẻ livestream cho em chưa ạ? 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân cho em luôn nhá. Số lượng có hạn, các chị nhanh tay cho em nào. 150 view em bắt đầu chốt tên nhá. 150 view em bắt đầu chốt tên này đúng không ạ? 150 view bắt đầu chốt tên là đầu tiên cho nó nhanh gọn nè nhá. Quốc Thịnh đã lên 120 view, Queen 120 view giờ này. Nào nhanh nhanh các chị ơi, đây là màu xanh nhá. Màu xanh em vừa đang mặc là màu vàng này. Mặc rất xinh luôn, tôn dáng, tôn chiều cao, ăn dàn chiều cao cực kỳ tốt. Với mã zoom này 1m50 đến 1m70, mặc siêu xinh bao vừa. 75.000 nhưng vẫn bao cho các chị kiểm hàng thoải mái nhá. Mặc dù có giá 75.000 nhưng vẫn bao kiểm hàng cho các chị đẹp bò luôn. Bao kiểm hàng trước khi thanh toán nên các chị yên tâm chưa ạ? Không phải lo lắng nhá. Ai lấy zoom màu nào comment nha. Đây là màu đỏ đúng không ạ? Đây là zoom màu đỏ. Tiếp theo là màu xanh nhá. Em vừa đang mặc là màu hoa vàng nhá. 75.000 trên một chiếc cho chị nào tham gia livestream chia sẻ livestream với em. Tối thiểu 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân. Giá 75.000 là giá vừa bán vừa cho, không phải là giá tặng nữa đúng không ạ?
Mọi lần em mê đơn giản, chị nào tham gia livestream của em rồi thì biết mọi lần em bán thì chỉ bán 10.000, 20.000 là tặng, đó để tặng các chị thôi. Ngày hôm nay bán thẳng luôn với giá 75.000 đó, các chị yên tâm nhá. 75.000 là giá chắc chắn các chị mua được hàng rồi nha. Comment đặt hàng ngay và luôn nào, 75 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em Hương nhá. 150 view em mới đọc tên nhá, đúng 150 view em mới bắt đầu chốt đơn, bắt đầu đọc tên này đúng không ạ? Vui vui tí chúng ta chốt hàng cho nó nhanh nhá, vì hàng xả kho cuối vụ nha. Hàng xả kho cuối vụ nên em lướt qua rất nhanh nên các chị lưu ý cho em nhá. Hôm nay em nói cũng nhanh hơn tại vì hàng xả kho em sẽ không nói nhiều như mọi hôm nữa. Đó nào, ai đặt hàng thì cứ việc comment thôi đúng không ạ? Bên em sẽ có hệ thống chốt đơn nhá. 15 phút đầu với 100 chiếc đầu tiên với giá 75.000 nào. 15 phút đầu này 75.000 100 chiếc đầu tiên, ai lấy comment đặt hàng nhá. 75 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Vì số lượng hàng xả có hạn nên em chỉ chốt cho chị nào comment đúng cú pháp nhá. 75 này, màu này, số điện thoại, địa chỉ hàng chốt ngay và luôn tại livestream luôn. 150 view đây nào, hai máy bây giờ là 150 nhá. Màu đỏ nha, cái này màu đỏ mặc lên rất xinh rất sang luôn. Mặc rất xinh rất sang luôn, đảm bảo cho các chị nha. 75.000 nhá cái này, các chị nha. Hàng tại livestream thế nào các chị nhận hàng được sẽ easy như vậy luôn nhá, đây nhá. Đúng không ạ? Đó. Nhanh tay vào luôn nào các chị ơi, chia sẻ livestream em nhá. Tối thiểu 10 lần đến các hội nhóm, 1 lần đến trang cá nhân. Giá này là giá chắc chắn các chị mua được rồi nhá, không phải giá 10.000 20.000 nữa, các chị yên tâm chưa ạ? 75.000 trên một sản phẩm nhá, bao gồm dưới 58 kg như Hà nhá. Bao gồm dưới 58 kg bao vừa các chị nhá. Ship nội thành 20.000, ship tỉnh đồng giá 30.000 trên một đơn. Ai chia sẻ từ 15 nhóm trở lên miễn phí vận chuyển đúng không ạ? 10 chị đầu tiên nhá, chia sẻ cho em từ 15 nhóm trở lên em miễn phí vận chuyển với 10 chị đầu tiên đặt hàng từ livestream này nhá. Còn lại em bán cho các chị với giá 75.000 trong 15 phút đầu livestream, nhanh tay đặt hàng nào. Hàng xả kho, hôm nay là hàng xả kho đúng không ạ? Hàng xả kho cuối vụ mã zoom, bây giờ nó chẳng còn đâu các chị xem này. Các chị thấy không ạ? Bên em bây giờ toàn hàng lên thôi, không còn cái mã này nữa đâu ạ. Đây là hàng hè nên là em mới xả cho các chị với giá sốc tục quần như thế. Cho nó bay nhanh thôi nhá. Nên các chị lưu ý này, ai đặt hàng thì nhớ để lại thông tin nhá. 75 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em. Ưu tiên là chốt đúng cú pháp nhá thì em đặt hàng luôn đúng không ạ? Tại vì bên em là sẽ chốt nhanh, ghi nhanh và bao hàng nhá. Nên ai chị nào đặt sớm thì chúng ta được sớm nhá. Bên em này sẽ hạn chế cái việc mà tư vấn nên là hỏi quá nhiều, vì đây là hàng giả kho, bên em sẽ hạn chế việc đó được không ạ? Nào nhanh tay đặt hàng cho em nhá. 75 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nào. 75 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em Hương nhá. Nào nhanh tay ngay và luôn nha, điều kiện chia sẻ livestream này tối thiểu 10 lần đến các hội nhóm, 1 lần đến trang cá nhân cho em Hương nhá. Nhanh nhanh và luôn nào. X20 rồi ok nhá. Bắt đầu cho mình xem nào, chia sẻ chưa ạ? Em bắt đầu kiểm tra luôn nhá, em Hương bắt đầu kiểm tra luôn này đúng không ạ? Các chị nhanh tay cho em Hương nhá, em Hương bắt đầu kiểm tra ngay tại luôn tại livestream này nhá. 15 phút đầu thôi nha, 15 phút đầu em lướt nhanh cho xong cái mã zoom này em chuyển sang mã vét nhá. 15 phút đầu nhá, 15 phút đầu xả mã zoom này nhá, xong em sẽ chuyển sang mã vét như canh nó mặc nhá. Em sẽ chuyển sang mã vét như canh nó mặc sau khi em xả 15 phút đầu mã zoom này nhanh và luôn các chị nhá. Đúng 100 chiếc rồi này, nhanh tay chia sẻ livestream cho em nào. 75.000 đồng giá các chị nhá. Mã rất xinh luôn đúng không ạ? Đây nhá. Tôn dáng tôn chiều cao túi chéo vào hông này chiếc đeo nhá. Đó, 75.000 kiểm tra chị đầu tiên luôn, Tống Thủy nhá. Tống Thủy nhá, Tống Thủy là khách hàng đầu tiên. Tống Thủy đã chia sẻ livestream, chốt cho Tống Thủy một chiếc 75.000 luôn. Chốt thẳng tại livestream cho Tống Thủy nhá. Tống Thủy đâu rồi, comment inbox riêng cho em để em chốt đơn nào. Khách hàng đầu tiên mua giá 75.000 Tống Thủy nhá. Cái này thì em chỉ inbox comment đại diện thôi nhá. Còn nếu những chị nào đã chia sẻ livestream thì chắc chắn mua được hàng nhá. Khách hàng tiếp theo em kiểm tra đây ạ. Chị nào đây ạ? Nhanh tay chia sẻ livestream cho em nào. Tối thiểu 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân. Đồng giá 75.000 trên một chiếc zoom các chị nhá. Đồng giá 75.000 không bán giá khác nhau. 200 view đây nào các chị ơi. 75.000 chốt tại livestream luôn nhá. 15 phút đầu 75.000 này đúng không ạ? Sau đó em chốt xong em chuyển sang mã vét như canh năm mặc nhá. Vét như canh năm mặc rất xinh luôn, mã sản phẩm H1 160.000 đúng không ạ? Hôm nay không cái nào quá 200.000 đâu, không quá 150.000, 160.000 các chị nhá. Cây nó mặc là mã H1 160.000 này. Em Hương bán cho các chị mã vest này đồng giá là 75.000 trên một chiếc nhá. Màu đỏ ai lấy màu đỏ? Màu đỏ hoa siêu xinh siêu sang luôn. Màu đỏ còn đúng 10 chiếc này ai lấy ạ? Màu đỏ là còn đúng 10, 20 chiếc ai lấy nhá. Mã màu đỏ bên em còn số lượng rất ít này. Ai lấy thì nhanh tay comment cho em nhá. 75.000 không bán giá khác nhá. 75.000 200 view nào các chị ơi, em đọc tên tiếp đây ạ. Em Hương tiếp tục đọc tên tiếp các chị nhá. Em sẽ check lần lượt nhá. Kiểm bela chưa chia sẻ livestream gì nhá, chưa chốt hàng chưa kiểm bela được, chuyển cho chị khác luôn. Nhanh tay cho em nào, Thảo Nguyên nhá, Thảo Nguyên tiếp theo này. Tiếp theo chốt chị Thảo Nguyên nhá, chị Thảo Nguyên kiểm tra luôn. Nào chia sẻ livestream cho em nào, đặt 200 view nào các chị ơi. 200 view tối thiểu nhá, 200 view tối thiểu nhá các chị ơi. 75.000 trên một chiếc nha các chị nhá. 75.000 đúng không ạ? Đây nhá, tổng thể cái zoom như em vừa đang mặc nhá. Chiều cao 1m50 là chúng ta mặc được rồi nhá. 1m50 trở lên là mặc bao xinh rồi nhá. Thảo Nguyên đã chia sẻ livestream đúng không ạ? Tặng Thảo Nguyên luôn nhá. Thảo Nguyên đã chia sẻ livestream 3 lần luôn, tặng Thảo Nguyên luôn này, toàn nick của bên em luôn. Tặng
Thảo Nguyên giá 75.000 nha, chốt cho Thảo Nguyên luôn. Khách hàng tiếp theo này. Rồi em đã nhìn thấy thông tin nhá, các chị lưu ý này, comment đúng cú pháp cho em này, 75 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nữa nhá. Nhanh nào, cái này là mã dồn kho nhá, đúng ạ, dồn kho nhá, tháng 7 là cộng dồn ưu đãi cho các chị nhá. Mã dồn này em xả cạn kho cho ngày hôm nay với giá 75.000 trên một chiếc. Em lướt nhanh trong 15 phút đầu nhá, 15 phút đầu mua hàng với giá 75.000, cái này giá bán nhá, 75.000 là giá bán, không phải là giá mọi lần 10.000, 20.000 nữa. Nhưng các chị yên tâm chưa ạ? 75.000 đủ căn cứ, các chị thông tin, các chị mua hàng bên em chưa ạ? Nào, màu đỏ nha, tiếp theo là màu xanh nha, màu xanh nha. Váy mưa đang mặc là màu hoa vàng, đó, màu vàng nha. Màu vàng số lượng còn khá là nhiều. Màu đỏ và màu xanh số lượng rất ít này, còn khoảng 20 cái thôi thường nha. Màu xanh với màu đỏ nha, còn số lượng khoảng 20 cái, nhanh tay thì chốt được, nếu không thì chuyển sang cho anh xem màu vàng nhá. Nào, màu đỏ 20 cái cuối cùng, ai lấy thì nhanh tay này, được không ạ? Ai lấy màu đỏ thì nhanh tay nhá. 200 view nào các chị ơi, mời các chị vào xem mua hàng zoom với giá 75.000 nhá. Với mã zoom này các chị yên tâm đi, bây giờ sang mùa thu đông rồi, nhưng mà nó có giá 75.000 thôi. Nên các chị nào chúng ta mua hàng, chúng ta để đến mùa hè năm sau chúng ta mặc vẫn rất ok, kể cả mùa thu đông năm nay các chị khoác một cái áo vest bên ngoài vẫn rất đẹp, không vấn đề gì hết, vì nó là quần ống sớ dài nhá. Ống sớ zoom mặc rất xinh luôn, đúng không ạ? Đi thêm đôi dép còn nữa chẳng có gì tuyệt vời hơn nhá. Đằng trước đằng sau bộ vải đây ạ. Nào, comment được hàng cho em nào, em bắt đầu cho đợt tiếp theo nhá. 75.000 trên một chiếc thôi nha, 75.000 trên một chiếc, quay cận cảnh luôn. Đó, không đẹp không lấy tiền luôn. Đây là hàng đầu vụ bên em vẫn bán nhá. Kẹt bô cũng phải là 350.000 một chiếc nha. Bây giờ bán cho các chị với giá 75.000 là giá bán thẳng nhá. Các chị lưu ý này, giá 75.000 là giá bán, không phải giá tặng 10.000, 20.000 như mọi khi livestream. Các chị xem livestream bên em các chị có thể thấy đúng không ạ? Mọi lần chỉ 10.000, 20.000, free, miễn phí ship đủ các thể loại. Nhưng hôm nay là giá 75.000 là giá bán thẳng, các chị lưu ý cho em nhá. 15 phút đầu giá 75.000, ai chốt nhanh thì được này. 15 phút đầu giá 75.000, ai chốt nhanh thì được nhá. Hôm nay sẽ chuyển sang mã khác nhá. Nào, màu đỏ còn 20 cái ai lấy ạ? Màu đỏ còn đúng 20 cái cuối cùng, ai lấy thì nhanh tay hộ em Hương nào. Màu đỏ nhá, 20 cái cuối cùng màu đỏ. Màu vàng bên em còn khoảng 70, 80 cái, nhưng màu đỏ em bên em còn đúng 20 cái nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ anh nhanh tay cho em nhá. Màu đỏ mặc rất xinh, tại cái này là hoa sang. Hoa màu đỏ kèm màu vàng đồng như thế này mặc rất sang các chị ạ. 250 view cho em đi nào các chị ơi. Tiếp theo màu xanh nhá, màu xanh này, đúng không ạ? Màu xanh là hoa to, hoa nhỏ luôn, đó. Kiềm đai nhá, chị nhá, kiềm đai này, đúng không ạ? 75.000 nhưng vẫn bao kiểm hàng nhá, 75.000 vẫn bao kiểm hàng, kẹt mô trước khi thanh toán này. Bao kiểm hàng, đồng kiểm hàng thoải mái nhá, không ưng trả lại hàng nhá. Ship là dành 20.000, ship tiền đồng giá 3.000 trên một đơn. Bao hồ dưới 58kg bao vừa, các chị lưu ý cho em này. Bao hồ dưới 58kg bao vừa, 1m50 đến 1m70 mặc siêu xinh nhá. Co giãn thoải mái nhá, ai béo quá vui lòng chốt mã khác cho em này. Mã này em chỉ dành cho chị nào comment đúng đủ đều nhá. 75 kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương nào. 75 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em Hương trên nào. Nhanh nhanh các chị ơi, màu đỏ 20 cái cuối cùng không lấy em chuyển mã nhá. Em chuyển mã đúng ạ, các chị cứ comment đi nhá, năm nay chốt luôn đúng ạ, comment trước của em đi ạ. Tiếp theo Lê Nga nhá, Lê Nga em kiểm tra cho khách hàng Lê Nga nhá, xem mã đã chia sẻ livestream đi nhá. Lê Nga thân mến ok luôn, Lê Nga, Lê Nga, Lê Nga. Lê Nga đã chia sẻ livestream nhá, tặng Lê Nga luôn, tặng Lê Nga chiếc zoom tiếp theo này. Tặng Lê Nga chiếc zoom tiếp theo với giá 75.000 nhá. Các chị thân mến này em sẽ kiểm tra nhá, đúng ạ. Chúng ta sẽ tặng quà khi chúng ta đã chia sẻ nhá, tối thiểu 10 lần lên các hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân cho em. Còn chị nào chúng ta đã chia sẻ livestream thì yên tâm là chúng ta sẽ là trong số những 100 khách hàng mua được hàng nhá. Tại vì mã zoom này em không có nhiều đâu, em có tổng 200 chiếc. 15 phút đầu tiên em bán cho các chị 100 chiếc với giá 75.000. Cái ngày hôm nay là ngày giảm kho các chị nhá, còn thì 75.000 các chị không thể mua được cái gì đâu ạ. Một cái áo phông các chị cũng không mua được. Nếu như một chiếc áo phông đẹp thông thường em mua ngoài shop ít nhất là 150.000 nếu như mà lèo tèo đấy ạ. Còn nếu không phải 300-400.000 một chiếc áo phông ok. Nhưng mà ngày hôm nay 75.000 là giá bán, giá sale, giá cạn kho, em sale 80% ok không ạ? Em ngày hôm nay bán này sale 80% 15 phút đầu nhá. 15 phút đầu giờ vàng sale 80%, nhanh tay thì được nào. 250 view cho em đi nào các chị ơi. 250 view nhá. 15 phút đầu nhá, các chị lưu ý này, 15 phút đầu mua hàng với giá 75.000 nhá, không bán giá khác đúng không ạ? Rồi ok, sắp hết 15 phút đầu nhá, em xem lead được bao nhiêu thời gian nha, rõ ràng rành mạch luôn, không nói điều nói qua này đúng không ạ? Em bắt đầu kiểm tra nhá, em bắt đầu kiểm tra hệ thống bên em nhá, xem em lead được bao nhiêu thời gian được, các chị lưu ý cho em này. Chuẩn bị comment đặt hàng nhá, chia sẻ 10 lần với các trang hội nhóm cho em nào. Một lần được trang cá nhân nhá, 10 lần với các hội nhóm, một lần được trang cá nhân ok không ạ? Ok, đã lead được 15 phút nhá, lead được 15 phút này đúng không ạ? Dùng nhá, dùng nhá. Lê Nga cảm ơn chốt nha, rồi ghim Lê Nga luôn đây nhá. Lê Nga đã chia sẻ ghim Lê Nga luôn đúng không ạ? Chốt cho Lê Nga đây nhá, bạn nên comment tại livestream nhá. Tiếp theo này, tụt view rồi nhá, em sẽ không bán giá 75.000 nữa.
Em bán 75.000 là thẳng cánh cỏ bay cho các chị thân mến rồi này. Nhưng mà các chị tụt view nhá, 210 view, 260 view, tụt xuống còn 180 view này đúng không ạ? Nào, 15 phút đầu livestream kết thúc dùng nhá. Em mua hàng bên shop nhiều rồi, nay mới được nhận, cảm ơn, vui quá. Đây nhá, ghi bình luận của Lê Nga luôn, các chị có thể thấy đúng không ạ? Bên em bán là bán thật nhá, không nói điêu nói coi nhá các chị thân mến nhá. Ai xem livestream của bạn nào thì em không biết, của shop nào thì em không biết, nhưng riêng shop em với em thì các chị đến với em các chị yên tâm, thật lòng 100% này đúng không ạ? Nào, hết 15 phút đầu nha, em chuyển sang tiếp theo là 15 phút đầu sale 80% đã hết này đúng không ạ? Bây giờ em chuyển sang chế độ là sale 50%. Sale 50% xin lỗi, sale 60% nhá. Comment đặt hàng nào? Comment đặt hàng cho em nhá, chuẩn bị đặt hàng này, bây giờ bắt đầu chốt đơn này. Mã tiếp theo em chỉ sale đúng là 50 chiếc nhá. Em chỉ sale đúng 50 chiếc, em chuyển sang mã vét H1 nhá. Canh đang bảo là H1 đúng không ạ? H1 160 nghìn cho chị nhá. Ai lấy vét thì comment vét H1 160 nghìn cho em này. H1 cái bằng số gọi nhá. Nào tiếp theo này đúng không ạ? X20 nhá. Comment đặt hàng nào? Các chị ơi, số người đặt hàng, số lượng đặt hàng rất chi là đông, rất đông luôn. Các chị có thể xem comment đấy, giờ đã 500 600 comment rồi, em không thể nào em đếm thuể xuể nhá. Nào, X20 kèm màu kèm số gọi cho em nhá. Em sale tiếp theo này, đợt sale đầu tiên là 80%, đợt sale tiếp theo là em sale cho các chị là 60% với giá 150.000 nhá. Thay vì giá 75.000, bây giờ em sale tiếp theo là giá 150.000 trên một chiếc này. Comment đặt hàng nào X20 kèm màu kèm số gọi cho em nhá. X20 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nào. Đây là màu đỏ các chị nhá, màu đỏ nha. Màu đỏ nha, ngoài việc tặng các chị vừa nãy thì bây giờ màu đỏ còn 10 chiếc, màu xanh còn 5 chiếc và màu vàng còn đúng 60 chiếc này. Ai lấy comment hàng nào? X20 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em luôn nào. Nhanh ngay và luôn nhá. Bây giờ em sale 60% một chút nữa thôi em sẽ chuyển sang chế độ sale là 40% đấy ạ. Đúng ạ? Em sẽ sale theo từng mốc để các chị nào tham gia livestream đầu thì chúng ta được quyền lợi vàng nhá. Em sẽ sale từng mốc nên chị nào chúng ta tham gia đầu mà gắn bó với livestream này của em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được quyền lợi vàng đúng không ạ? Bây giờ em bắt đầu chốt nha. X20 kèm màu kèm số điện thoại nhanh ngay và luôn nào. Sale tiếp theo sale cái này sale bao nhiêu? À sale 60% sorry. Tiếp theo sale 60% nhá. Đúng ạ? X20 kèm màu kèm số điện thoại nha. Em cứ chốt đơn nhá các chị yên tâm này. Cứ comment đúng cú pháp cho em nhá. X20 đúng không ạ? X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. 150.000 nha. Nhanh nào các chị ơi. Sale 60% nhá. Sale 60% hết rồi nha. Sale 60% này ai tham gia là chim thì ổ là nhá. Comment được hàng nào. X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Đây là màu đỏ nhá đúng không ạ? Em muốn được bằng màu vàng. Tiếp theo là màu xanh nhá. X20 nhá. Comment nào 150.000 nhá. X20 này đúng không ạ? Rất rẻ luôn. 150.000 hay là 160.000 vẫn rất rẻ nhá đúng không ạ? Nhanh tay nào. Em chốt ngay vào luôn nhá. Sau một phát này em chuyển sang sale 40% nhá. Chị nào muốn nhận mức mã tiếp theo là 60% thì nhanh tay cho em nào. Nếu không thì chuyển sang mã 40% cho em nhá. Nào, X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Nhanh nào các chị ơi. X20 nhá, chốt đơn luôn đúng không ạ? Rồi, các chị thân mến nhá, cứ comment em tự động chốt đơn tại livestream luôn. Với giá 150.000 sale 60%. Ai mà comment người thứ 31 áo vest 160.000 Hoa Nguyễn Thị nhá, comment H1 kèm màu kèm số điện thoại cho mình nào. Nào nhanh tay đặt hàng cho em nhá. X20 kèm màu kèm số gọi cho em nào. 150.000 cho một chiếc nhá. 48 cân có vừa. Về kim để lại thông tin cho em nào. X20 150.000 các chị nhá. 75.000 là giá sale 80% đầu livestream hết rồi ạ. Bây giờ là giá sale 60% nhá. Ai may mắn lấy giá sale 60% thì lấy. Còn nếu không thì chuyển cho em sang mức giá 40% ngay sau 15 phút tiếp theo nhá. 15 phút tiếp theo này mức giá là 150.000 nhá. 15 phút tiếp theo này mức giá 150.000 với mạng X20 này. X20 kèm màu kèm số gọi cho em luôn nào. Màu xanh, màu đỏ chị nhá. Nào, X20 nào. 60 cân nhá, bình mà không vừa chị nhá. Rồi các chị nhá, các chị ơi, chúng ta chỉ cần comment thôi, bên em có cái phần mềm tự động chốt đơn hàng nhá. Điều kiện cái đầu tiên em sẽ 80% thì em sẽ lọc đơn, ai mà đủ chia sẻ thì em sẽ chốt. Còn cái tiếp theo em sẽ cho chị tại thời điểm hiện tại là sale 60% thì không cần chia sẻ đúng không ạ? Đó, em sale 60% thẳng cái cò bay luôn 150.000. Sau 15 phút em sẽ chuyển sang mã sale 40% với mã X20 này đúng không ạ? X20 tiếp theo sale 60% nhá, 150.000 nhá. Rồi, Đặng Hòa comment X20 kèm màu kèm số điện thoại ngay và luôn nhá. X20 kèm màu kèm số điện thoại nào comment theo cú pháp đi ạ. Không cần phải comment em lấy màu này, em lấy màu kia, em lấy bộ chị đang mặc không cần. Chỉ cần comment cho em X20 kèm màu kèm số điện thoại là chốt đơn nhá. Nào, nhanh tay cho em nào, nhanh nào. Đặng Hòa bổ sung số điện thoại nào, bổ sung số điện thoại cho em nhá. Dừa riêng năng Nguyễn bổ sung số điện thoại nào, 65 cân Ngô Mai Phương chị mặc không vừa. Nguyễn Ngân Phi bổ sung số điện thoại nào. Nam Phong Thái bổ sung số điện thoại nào. Trường Trung ơi, chị mà có vừa 51 cân có vừa chị thân mến này. Em mương cao 1m70 và em nặng 56-57 cân kinh khủng của bạn. Đấy, em mặc vẫn vừa cơ mà. Đó. Nào, X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Bộ hoa đỏ mặc có vừa mà hạch bạch thị nhá. 150.000 này,
50.000 sale 60% trong 15 phút đầu nhá. 15 phút đầu sale 60% còn 150.000 này. 15 phút tiếp theo sale 40% nhá. Và 15 phút tiếp theo nữa là quay về mức giá cũ đúng không ạ? Nhanh tay cho em nào. 160.000 X20 kèm màu kèm số ngoài cho em nhá. Ngoài ra em sale tiếp theo nữa là một mã tiếp theo là mã canh đang mặc là H1 nhá. H1 em sale còn 160.000 này. Ai lấy H1 để lại thông tin cho em nhá. H1 có rất nhiều màu nhá. Comment H1 kèm số ngoài cho em để em chốt đơn nhá. Nào, Đông Sinh chốt đơn, Ngô Ánh Nguyệt chốt đơn này. Đặng Hương 57 cân chị cao biết bao nhiêu về ạ? 55 cân có vừa Trần Hằng nha. Dừa Sim Răng Nguyễn chốt đơn rồi nha. Nguyễn Nguyên Phi chốt đơn này. Bổ sung mã cho em nào. Một đời dâu bể 55 cân có vừa này. Vũ Sinh Vũ Tịch chốt đơn này. Tất cả các chị thân mến lưu ý cho em nhá. Một đời dâu bể chốt đơn này. Quỳnh Anh Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em nào. Quỳnh Anh Nguyễn này bổ sung số điện thoại nhá. Các chị lưu ý này, mã em đang mặc đầu tiên là mã màu vàng nhá. Màu vàng rất xinh luôn. Màu vàng là màu hot trend của năm nay các chị nhá. Màu vàng là màu hot trend của năm nay đúng không ạ? Các chị lưu ý nhá, tại livestream là số lượng người comment rất nhiều nên em xin phép để em Hương nói nhanh, nói nhiều và đa phần nói rông nói dài. Nên các chị thông cảm cho em nhá. Còn chị nào chúng ta đặt hàng thì cứ như cú pháp em vừa đọc được ạ. Nên các chị đừng mắng em là nói nhiều mà không nói tương tác với các chị đúng không ạ? Trương Thu Hoàng Nguyễn cho chị xem bộ hoa cả bộ đấy nhá, bộ hoa đỏ đấy nhá các chị nhá. Bộ đỏ nhá, bộ đỏ các chị đây nhá, lát nữa em mặc thử đến người ok không ạ? 150.000 sale 60% này, ai nhanh tay thì được nhá. 15 phút tiếp theo em chốt sang 40% nhá. 45 cân có vừa, 48 cân có vừa nhá. Comment hàng nào, X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương nào. X20 nhá, X20 đúng không ạ? X20 kèm màu kèm số điện thoại nào. 48 cân 1m60 Huỳnh Ngọc mặc có vừa mặc màu nào cũng ok luôn nhá. Màu đỏ 68 cân Thảo Lê mà không vừa, cảm ơn chị thân yêu này. Mời Nguyễn chốt đơn nhá. Phan Thanh Thủy 57 cân mặc cao 1m62 có vừa nhá, có vừa nhá. Huỳnh Ngọc ơi, 160.000 sale 60% trong 15 phút hiện tại nhá. 15 phút hiện tại em sale 60% các chị lưu ý nhá. 15 phút tiếp theo em sale 40% này. Và 15 phút tiếp theo nữa em quay về giá cũng ok không ạ? Ai nhìn đây thì được nhá. Chị thích bộ hoa đỏ đen rồi ok, Hạnh Bách ơi thích thì comment đi nào. 61 cân Ngọc Diễm mà không vừa rồi này, 60 cân Kim Luân Lisa mà cũng không vừa cả chị thân mến nhá. Nguyễn Thị Toàn chốt đơn, 10 Nguyễn chốt đơn nào. Comment ngay và luôn cho em chuyện nào. Bao nhiêu vậy chị? 150.000 ok không ạ? 150.000 các chị nhá. X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Màu vàng bên em còn nhiều nhất nhá, màu đỏ sắp hết rồi nhá, màu đỏ sắp hết rồi nhá. Nào giờ Sim Run Nguyễn chốt đơn nhá, 57 cân 1m56 chị mà không vừa rồi ạ. X20 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em Hương nào. X20 chưa ạ? X20 chưa nào? Bỗng Sinh chốt đơn nhá. Nào, Dừa Diêm Nguyễn chốt đơn chưa ạ? 60 cân Thúy Kiều mà không vừa, Sáng Ngô màu vàng 65kg chứ mà không vừa, sorry hủy đơn. Duyên Tịnh Võ mà có vừa. À không chị ơi, 150.000 nhá, 150.000 nhá. 150.000 nhá. Em nói lại một chút cái luật của hôm nay nhá. 15 phút đầu livestream này, em sale 80% với giá 75.000. 15 phút tiếp theo là thời gian hiện tại các chị đang comment, em sale 60% là 150.000 này đúng không ạ? Và 15 phút tiếp theo ngay sau đây nhá, em sẽ sale chỉ sale 40% đúng không ạ? Nên các chị lưu ý cho em nhá, em chỉ sale 40% nên chị nào chúng ta comment đặt hàng tại thời điểm này thì ngay và luôn cho em. Nếu không thì em rất tiếc là chỉ sale cho các chị trong thời điểm vàng đó thôi. Vì tháng này tháng 7 tháng dồn cộng ưu đãi, nhưng mà đồng thời em muốn các chị chúng ta là trở thành một trong số những khách hàng mua thông thái, nên em muốn các chị chốt ngay và luôn, nhanh và luôn đó, để chúng ta chuyển sang một mã khác đó, nhanh tay nào. X20 thơ tiền Nguyễn chốt đơn, Bùi Hà chốt đơn này, trả lời xem nào. Hạnh Bách Tỷ ơi em trả lời rồi mà, chị mà có vừa nhá. Chị Hạnh Bách cái gì đấy? Hạnh Bách Tỷ nhá, có vừa mà. Bích Vân chốt đơn nhá. X20 bổ sung đỏ chốt đơn này. Rồi nhất trí nhanh nhanh nào. Đinh Thị Liễu chốt đơn 150.000 nhá. Hành Trần chốt đơn, nhanh 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 nào các chị ơi. Còn đúng 3 phút nữa nhá. Còn 3 phút nữa để em chuyển sang mã khác nhá. Còn 3 phút nữa là chúng ta chuyển sang chuyên mục sale. Còn mà sale 40% các chị lưu ý cho em nhá. Chào tình yêu rồi, chào Bích Toàn. Nào các chị comment đặt hàng nhá. X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. X20 nhá, em mặc sơ bộ đỏ nhá, em mặc sơ bộ hoa xanh nhá. Em Hương mặc sơ bộ hoa xanh nhá. Nhanh tay đặt hàng cho em nhá, em chuẩn bị chuyển sang một mã mới nhá. Chuẩn bị chuyển sang mã mới nhá. Hạnh Bách Tỷ bổ sung mã H1 cho em nào. Nhanh tay nào các chị ơi, số lượng có hạn nhá. Con canh đang mặc là mã H1 nhá, là vest đúng không ạ? 160.000 em sale luôn, có cho các chị là 60% luôn mã H1 kìa. Ai lấy thì comment ngay và luôn cho em nhá. H1 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Còn em sẽ mặc sang mã tiếp theo là mã vẫn là mã X20 150.000 nhá. X20 màu xanh này, màu xanh rất xinh luôn. Em cầm trên tay các chị chưa nhìn thấy dáng thôi, thì em mặc lên người các chị sẽ thấy nó xinh như thế nào. Đấy nhá. Đúng không ạ? X20 màu xanh chốt đơn ngay và luôn cho em nào. Nhanh 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 nào các chị ơi, mua 3 chiếc trở lên chuyển khoản trước miễn phí vận chuyển nhá. X20 nhá. Mà không vừa rồi chị ơi, 1m58, 56 cân tùy duyên mà có vừa comment ngay và luôn nào. Nhanh 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 nào các chị ơi, Hành Nguyễn chốt đơn này. Màu xanh nhá, màu xanh này, chị nào hơn màu một chút thì mặc màu xanh nhá. X20 160.000 trong 15 phút.
chút đâu nhá. H1 có những màu nào rồi, ok này. Nhanh tay chút đâu cho em nhá. Nào em giới thiệu tiếp theo này, ai lấy màu H1 thì nhanh tay, ai lấy màu X20 comment đi nào. X20 kèm màu kèm số gọi cho em Hương nào, nhanh tay vào luôn nhá. Em Hương đang mặc X20 màu xanh đúng không ạ? Nhanh tay vào luôn nhá. Còn trên tay em đọc là H1 nhá. H1 mà vest đúng không ạ? H1 là vest nhá. H1 sale 60% luôn, nhanh tay đặt hàng nha, em chuẩn bị nhá. Đợi em một chút thôi, sẽ chuyển sang mã H1 ngay sau đây nhá. Em đã chuyển mã thì các chị thông cảm cho em sẽ không sale luôn nhá. Đây nhá. Nào ai lấy comment đặt hàng nào màu đỏ nhá, X20 nhá. X20 nào. Rồi ok, đợi một chút nữa chị mặc sang màu đỏ nhá. Quỳnh Hương ơi, không phải đâu, bên em đang tự động chốt đơn hàng tại livestream nhá. Các chị thân mến này, không phải là em nói liếm khoắm không chốt đơn cho các chị hoàn toàn thông cảm cho em, tại vì em có clip một lúc là 4 máy. Em trả lời comment thì em sẽ không có thời gian em giới thiệu hàng, mà em trả lời comment của chị này thì comment chị khác lại trôi mất nên em sẽ không kịp đọc. Nên thay vì việc đó thì em sẽ giới thiệu sản phẩm nha. Chị nào chúng ta ưng mã sản phẩm X20 này thì cứ thụ động chốt đơn hàng cho em theo mã cú pháp là X20 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nào cho em nhá. Em 15 phút đầu hiện tại em sale đúng là 60% là 150.000 và tự động chốt đơn hàng tại livestream Hương bên em có phần mềm. Các chị lưu ý nha, có phần mềm tự động chốt đơn hàng, gửi tin nhắn qua inbox riêng nên không cần phải lo lắng đến việc trôi đơn và không chốt đơn hàng nhá. Rồi, ok, tùy duyên bổ sung mã H1 nhá. À rồi, Thùy Ngọc đợi em chị mặc màu đỏ à. Rồi, Quỳnh Hương này, Mai Cao Thị X20 màu xanh chốt đơn nhá. Nào, Nguyễn Quyên chốt đơn này, 65 cân không vừa này, Phan Thanh Thủy chốt đơn này. Em mặc sao màu đỏ nhá, nào màu xanh đây, màu xanh xinh không ạ? Các chị ngắm màu xanh hết chưa ạ? Các chị ngắm màu xanh đã chưa ạ? Để em Hương thay sang màu đỏ cho các chị thân mến đây. Nào, X20 kèm màu kèm số ngả cho em Hương nào, nhanh ngay vào luôn nhá. Số lượng hàng sale hàng dồn kho nha, cái mã này mã thè đúng không ạ? Dồn kho nhá, không còn đâu ạ. Đây nhá. Còn bao nhiêu em sale tổng tại livestream thì hết nhẫn rồi nhá. Nào, X20 chưa ạ? Cái nhẫn thoải mái chưa ạ? Túi chéo mặc không nhá. 1m50 đến 1m70 mặc ok này. Gầy béo mặc được hết, cái mã này các chị mặc rất nhiều luôn. Bên em khách hàng bán mà mặc đến nỗi mà không còn mà bán luôn ý. 1m50, 43 cân, Hoàng Dung mà có vừa, Thùy Nguyễn bằng ở dưới 58 cân, Quỳnh Hương lấy màu đỏ chốt đơn này. Hoàng Dung 1m50, 43 cân mà có vừa, Nguyễn Ngân Phi đã nhận được thông tin, địa chỉ chốt đơn nhá. Hạnh Nguyễn chốt đơn này, 45 cân, Duyên Trần mà có vừa chị nhá. Màu đỏ ai lấy chuẩn bị comment nhá, màu đỏ ai lấy chuẩn bị comment này. X20 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nào cho em Hương nhá. Các chị lưu ý này, em thay sang màu đỏ một cái nữa là em sẽ chuyển sang một mã khác đây, các chị lưu ý cho em nhá. Em sẽ chuyển sang mã khác ngay và luôn đó đây, các chị lưu ý phải comment đặt hàng ngay và luôn nhá. Em thay sang màu đỏ em sẽ tự động chuyển mã nhá. 150.000 nhá. Không bản giá khác, ok không ạ? Ok, đỏ này em vừa bỏ trong túi ra nó hơi bị hơi nhăn nên chưa kịp là. Cái này bên em là hàng đóng gói bảo quản túi zip ấy. Đây nhá. Màu đỏ đúng không ạ? Đẹp chưa? Chia sẻ livestream cho em nào. X20 kèm màu kèm số ngoài nhá. Còn duy nhất 3 màu nha, đỏ, xanh, vàng, các chị lưu ý cho em nhá. Còn duy nhất 3 màu này đỏ, xanh, vàng nhá. Comment hàng nào X20 kèm màu kèm số ngoài nào. Màu đỏ còn 5 chiếc cuối cùng ai lấy comment em ưu tiên cho đâu cho ai lấy trước nhá. Màu đỏ ưu tiên cho ai lấy đơn lấy trước, các chị lưu ý cho em nhá. Ai ưu tiên nhỉ? Ưu tiên cho ai lấy trước cái màu đỏ nhá. X20 này. X20 màu đỏ các chị nhá. Đó, màu đỏ X20 của các chị đây ạ. 150.000 không bán giá khác nha. Bao đẹp cho các chị luôn đây nhá. Bao đẹp cho các chị từng điểm kim của chị nhá. Quỳnh Hương chốt đơn đỏ rồi nha. Linh Vũ chốt đơn này. Nhanh nhanh nào các chị ơi, 150.000 nha. 63 cân lên 5 tiến bình mà không vừa chị ơi. Mà không vừa rồi ạ. Hùng Nomita bộ em mặc là bao nhiêu? Bộ em mặc là 150.000 thôi nhá. Đúng 150.000 các chị nhá. Hôm nay là hàng dồn kho, hàng xả tổng xả nhá. Mét là 160.000 này. Em đang mặc là 150.000 đúng không ạ? Xem màu vàng thế nào. Ok luôn, đợi em một xíu. Màu vàng đây các chị nhá, màu vàng nha em Hương vừa mặc nha, màu vàng hot trend của năm nay các chị lưu ý cho em nhá. Đấy, nào comment đặt hàng cho em nào, X20 kèm màu kèm số thoại cho em Hương nào. Nhanh 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 nào, 57 cân nặng vuông mà có vừa để lại thông tin nào. Nguyễn Hữu Phi bổ sung số thoại nhá, rồi ok chốt đơn cho Nguyễn Hữu Phi nhá. Nhanh tay đặt hàng cho em nào, X20 kèm màu kèm số thoại kèm địa chỉ hàng cho em Hương nào. Em chuẩn bị kiểm tra nha, em kiểm tra thời gian tiếp theo này, nếu như mà quá 15 phút rồi em sẽ chuyển mã luôn nhá. Bây giờ chuyển kiểm tra luôn, Thủy Nguyễn bổ sung H1 nhá. Nói chậm thôi à, em nói nhanh quá à. Tại vì em sợ các chị, em nói nhiều thì các bạn em livestream một lúc là 4 máy nhá. Rồi ok, em sẽ nói chậm lại một xíu nhá. Các chị thân mến này, X20 em sale là sale 60% là còn 150.000 trên một chiếc. Mã sản phẩm là X20, comment đặt hàng theo cú pháp X20 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Duyên Trần màu đỏ. Các chị ơi, 45 cân mà có vừa Duyên Trần nhá. Cái này zoom ôm không? Bên em không nha. Cái này là dáng số nhá.
Zoom bên em chỉ có dáng sớ thôi, không có dáng ôm đâu ạ. À, rồi nhá chị nhá. X20, L80 mà có vừa nhá. L80 chị mà có vừa, Huỳnh Huyền mới về chút chút đây. Nào, comment đặt hàng cho em nào. X20 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em sẽ đếm từ 1 đến 20 là em chuyển sang một mã khác nhá. Em đang chuẩn bị đếm nha, tại vì hết thời gian rồi nhá. Hết 15 phút đầu là em sẽ chuyển sang mã khác, hoặc là các chị mua hàng thì sẽ sale với giá 40% nhá, không phải sale 60% nữa nè. Bộ trên người non bao nhiêu? Bộ trên người em là 150.000 thôi nhá, em sale 60% nhá. Nào, em bắt đầu đếm này. 1 2 3 4 5 6. Nào các chị ơi, 6 rồi nhá. 7 8 9 10. Nào, em bắt đầu đếm tiếp theo này nhá. Em đếm xong này em sẽ hủy sale 60% nhá. 11 này, 12 nha, Nguyễn Hữu Phi trước đơn rồi nhá. À, mong là dưới 58 cân đoàn quyền nhá. 13 này, 14 này, đúng không ạ? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi ok không ạ? 20 nhá. Rồi em sẽ công bán cái mã này nhá. Các chị thân mến nhá. Các chị lưu ý này, em phải nhìn sát màn hình thì em mới nhìn thấy comment của các chị, nên là các chị thông cảm cho em nhá. Bằng dưới 58 cân vừa thì nhá. Bây giờ chuyển sang một mã khác nhá. Okay, chị, các chị thông cảm nhá, thì em phải đứng sát màn hình em mới có thể nhìn được cái comment của các chị. Nhưng mà đồng thời em vẫn đảm bảo các chị làm sao chúng ta nhìn được hàng nhá. Bây giờ em chuyển sang một mã khác, các chị thân mến này. Bây giờ em mới tiếp tục em sale nhá. Sale mã sản phẩm là H1 nhá. Em sale H1 đúng không ạ? H1 nhá, 160.000 trên một chiếc vest H1 này. Màu nâu tây đúng không ạ? 15 phút tiếp theo là em sale cho mã này là 60% nhá. H1 sale 60% đúng không ạ? Bao gồm dưới 58 cân bao vừa mã vest này luôn nhá. Nào, 54 cân có vừa, chốt đơn comment nào. Nhanh nào các chị ơi. H1 màu vàng này, màu nâu tây này đúng không ạ? Canh đang mặc là màu cam đất này. Tiếp theo là màu nâu tây này. Màu tím cẩm nhá. Đó, 160.000 mã sản phẩm là H1, kèm màu kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng trên Hương này. Xem 15 phút tiếp theo nhá. Với giá 60 sale 60% này. Màu be. Tiếp theo là màu đỏ nhá. Còn một màu đen nó đi đâu rồi? Biết màu đen của tôi đâu rồi? Màu đen đâu các chị nhá, chả biết cái màu đen của em đâu mất rồi không biết. Em mặc thử nhá. Nó hơi dở hơi một tí nhưng mà thôi các chị nhìn tạm nhá, đây nhá. Ai mua cả set này thì mua này đúng không ạ, rất xinh. Áo vest là 160.000 các chị nhá. Mã sản phẩm là H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương này. 160.000 trên một chiếc các chị nhá. Đây nhá. Comment đặt hàng nào H1 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Rồi, ai đã đặt hàng rồi thì em chốt đơn nhá. 55 cân 1m58 Linh Vũ mà có vừa nào, comment đặt hàng cho em nào. Có chốt cho Quỳnh Anh Nguyễn nhá. Rồi nhá, chín này. Mây trắng ok nhá. Rồi nhá, chín này đúng không ạ? Ai đặt hàng nào comment nhá. H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương nào. H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em Hương nhá. Là mã mét đúng không ạ? Mã tiếp theo là mã vest các chị nhá. Em sale 60% nha, còn 160.000 nhá. Ai lấy mã H1 thì comment cho em nào. H1 kèm màu kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em Hương nào. H1 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá. Các chị ơi, nhịn tỉnh tâm ơi, 150.000 với 160.000 thôi nhá. Zoom vào 54 cân mà có vừa nha. Nào, H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. H1, rồi Thùy Duyên chốt đơn nhá. H1 kèm màu kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Mã vest đúng không ạ? Các chị không thích vest à? Hay em đổi mã khác nhá. Zoom này bên em dài nhá. Các chị không thích vest à? Không thích vest em đổi mã khác nhá. Cái mã vest này rất xinh mà. Đây nhá. Vest này 160.000, mã sản phẩm là H1 các chị nhá. H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Các chị không thích vest à? Các chị thích zoom mà, hay em sale zoom cho nhá. Hành Nguyễn chốt đơn mà, em hành đặt hàng, em chốt đơn cho Hành Nguyễn ở bên trên rồi mà, bên em tự động chốt đơn hàng nhá. Các chị thân mến này, bên em tự động chốt đơn hàng tại livestream nên các chị không cần phải đợi đến việc em đọc tên các chị mới được chốt hàng. Mà bên em tự động chốt đơn hàng cho các chị qua hệ thống rồi ạ. Lưu Phi cầm đất, H1 cầm đất chốt đơn cho lộng zoom này. Nào, H1 màu đỏ ai đấy nào, H1 màu đỏ nè. H1 là dáng vest màu đỏ nhá, 160.000 nhá. Còn zoom em đang mặc là 150.000 nhá. Có gì vì trang inbox nào, vì trang inbox xỉ nhá, vì trang inbox xỉ cho em nào.
May mê trắng chốt đơn dung vàng 56 cân rồi nha, em chốt ở bên trên cho chị May mê trắng rồi nha. Em có nhìn thấy comment của các chị mà. Nhưng bên em sẽ có bộ phận nhân viên chốt đơn hàng và một chút nữa sẽ gọi điện cho các chị luôn. Nên các chị yên tâm được không ạ? Nào, màu đỏ H1 nhá, 160.000 nhá. H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. Có đầm không em? Là sao ạ? Thôi được rồi, các chị không thích vé thì em để xem không cho các chị một xíu nữa em nghỉ nhá. Tại vì phải bán về xem như thế nào người ta cần chứ không cần thì bán làm cái gì đúng không ạ? À, thôi được rồi. Em sale hai má này nhá. Nào, X20 kèm màu. Áo em mặc có tổng là 6 màu nhá. Nắng hạ ơi, không rộng không nắng hạ ơi. Cái này không rộng nhá. Nào, X20 kèm màu kèm số gọi cho em nhá. Còn ai lấy vest thì comment H1 cho em nhá. Vest là mã H1 đúng không ạ? Vest là mã H1 nhá, mã giảm xuống nhá. 160.000 nhá. Đó. Còn zoom em mưa đang mặc là X20 150.000 các chị nhá. Em mưa đang mặc là zoom X20 150.000 nhá. Em sẽ xem cho các chị thêm khoảng 2 phút nữa thôi. Cái mã zoom ở bên em không còn nhiều nữa nhá. Thu Thanh Nguyễn lầm một dài không em là sao ạ? Các chị comment đặt hàng nhá. X20 kèm màu kèm số gọi cho em Hương nào. X20 nào các chị ơi. À không, các chị ơi, ship bên em là sẽ không miễn phí vận chuyển hay là hỗ trợ các chị, chỉ hỗ trợ các chị ship thôi nhá. Ship là thành 20.000 để ship tiền đồng giá 30.000 trên một đơn nhá. Nào, X20 màu vàng và em Hương đang mặc X20 màu đỏ đây ạ. 150.000 trên một chiếc nhá. À, Thủy Thanh ơi, chị mua bộ thì chị comment cho em nào. X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Có tổng là 3 màu luôn, màu xanh, màu đỏ và màu vàng này. Màu đỏ da bò, màu đỏ da bò á. À, chị lấy cái này đúng không? Chị lấy cái màu da bò này đúng không? Màu da bò đấy nhá. Vét 40 cân và 1m52 không rộng nắng hạ nhá. Em cam kết với chị không rộng, rộng trả lại hàng luôn. Vét nắng hạ nhá, chị có thể mặc thử nhá, rộng thì trả lại hàng luôn. À, các chị thân mến này, bên em cam kết các chị nhá, bên em tư vấn là sát và sạt với chiều cao và cân nặng các chị rồi. Ok, bên em mới chốt đơn chứ không, bên em không bán vớ vẩn đâu ạ. Dung Nguyễn ok, bộ dung rối gọi cho em nào, đếm nhá. Dung có tay bên em hết sạch sành xanh luôn, trời ơi. Dung Queen thân mến, Dung Queen bộ dung rối điện thoại cho em và comment mã H1 màu nâu cộng với này X20 màu đỏ nhá. Nhanh nhanh cho em nào, không hết hàng bây giờ này, 60 cân mà không vừa nhá, áo em cầm bao nhiêu vậy? Áo em đang cầm là 160.000 nhá. 160.000 em mặc thử luôn nhá. Em mưa đang mặc là vest nhá. Mặc vest này. Đấy, xinh không ạ? Quá là xinh luôn. Em mưa đang mặc là vest các chị nhá. Vest dáng dài nha, 160.000 trên một chiếc này. Ai đặt hàng để lại thông tin cho em nào. Em mặc nó hơi lâu thôi một tí để má bên trong, má bên ngoài nó chả liên quan đến nhau ấy. Nào comment hàng nào, X20 kèm màu kèm số điện thoại cho em. X20 là zoom các chị nhá. Bên trong em mặc là zoom là X20 150.000. Bên ngoài em mặc là vest H1 nhá. Em vest là H1 các chị nhá, em giới thiệu màu này. Ai lấy H1 thì comment cho em nhá. Có cả màu đen nhá, nhưng màu đen chả biết nó thất lạc đi đâu rồi ấy. Không thấy màu đen ở đây. Nào, H1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. 160.000 trên một chiếc H1 này. Màu đỏ này, màu me này, màu tím cẩm này. Canh đang mặc là màu cam đất nha. Các chị thấy không ạ? Lên dáng nó sẽ như thế này luôn. Em vừa đang mặc là màu nâu tây. Đó, 160.000 trên một chiếc vest nha. 160.000 nha. Ai đặt hàng nào? Nha Nguyễn chốt đơn 54 cân có vừa. Áo em đang mặc 75 cân, 57 cân có vừa. Dung Nguyễn nha. Nha Nguyễn này, 54 cân 1m58 có vừa. Nha Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em nào. Áo em đang cầm trên tay 160.000 chị nhá. Nào, 60 cân mà không vừa Trần Hằng nha. Thanh Mai có phao không? Bên em không có chị nhá. Trần Nhung có zoom nào ngoài zoom bạn đang mặc không? Shop có tay ý. Zoom bên em hết sạc luôn chị ạ. Dung Queen bổ sung số điện thoại cho em chưa ạ? Dung Queen bổ sung số điện thoại nhá. Nha Nguyễn chốt đơn màu đỏ. Nha Nguyễn lấy màu đỏ cái gì màu đỏ đấy ạ? Thủy Canh X20 còn không em? X20 em còn nhá, chị lấy màu nào đấy ạ? X20 bên em còn nhá. Bên trong em mặc X20 màu đỏ nhá. Đây là X20 màu vàng các chị nhá. Và có một X20 màu xanh nữa. Ai lấy thì comment hàng cho em nào. Các chị comment về gió mã cho em nhá, tại vì bên em có rất nhiều mã. Ví dụ X20 em lấy cái này màu đỏ và cái này của em này H1 cũng màu đỏ. Nên các chị comment mà không rõ mã này sẽ không giữ hàng nha. Không rõ mã là không giữ hàng được các chị nha. Đây nhá, X20 màu xanh ở đây ạ. Ai đặt hàng thì để lại thông tin cho em nào. 150.000 trên một chiếc zoom nhá. Zoom rất rẻ luôn, hôm nay là hàng rất rẻ các chị nhá. Hàng rất rẻ, rẻ như cho luôn. Đây nhá,
150.000 nha. Dung đỏ, nha Nguyễn, ok nha. Chị bằng vết hồng đi rồi ok luôn. Vết hồng là vết gì đấy ạ? Vết hồng, à cái này vết tím gì nhá, không phải vết hồng đâu. Tại các bạn là em đang mặc nó không đúng, tôi đợi em một tí nhá. Các chị đợi em một xíu nha, em thay sang cái váy này rồi em sẽ mặc dùm vết cho các chị lên giá cho nó dễ nhá. À, các chị thân mến, chuẩn bị comment đặt hàng như nào thì em sẽ thay sang một cái mã mới, các chị thoải mái các chị đặt hàng luôn. Nào comment đặt hàng nhá, canh đang mặc vào vết H1 màu cam đất. Đó, 160.000 trên một chiếc, 160.000 em sorry. Sorry các chị, 160.000 nhá. À, bây giờ em sẽ mặc cái váy len màu đen này để các chị chúng ta tiện chúng ta xem dáng cho nó dễ nhá. Ok chưa ạ? Đây nhá. Hàng bên em rất rẻ các chị ạ, kể cả cái váy em đang mặc trên người cũng chỉ có 180.000 thôi, rẻ không ạ? Rẻ như cho luôn ấy. Đây nhá. Các chị thân mến nhá, đúng ạ, đây nhá. Nào ai comment lại hàng nào? Em mới đang mặc làm vest màu tím nhá, H1 160.000 này đúng không ạ? À Dung Queen ok chị nhá. Rồi. 40 cân có vừa nhá, 40 cân có vừa Dung chị nhá. Bên em không có phao nha, Dung 150.000 chị nhá. Em mới đang mặc nha, em mới đang mặc làm vest màu tím này, mã sản phẩm là H1 nha. H1 này 160.000 cho một chiếc. Đúng không ạ? H1 160.000 comment hàng cho em đi nào. H1 kèm màu kèm số mã cho em nhá. H1 cái màu gần sới mà cho em nào. 160.000 trên một chiếc H1 nha. Đó. Em mua thay sang màu tiếp theo là màu đỏ nhá. À em thay sang màu be cũng được ok. Lấy màu be rồi, mặc màu be rồi, thay màu be luôn. Đây nhá, em mua mặc sang màu be đây ạ. Màu be H1 này. Đó. 160.000 trên một chiếc vest nha, xinh không ạ? À, cái này mà không rộng quá chị nhá. Càng gầy mà càng xinh, mà ai quá mập thì chúng ta mới mặc không được thôi. Hải Đặng chốt đơn màu đen X20 ok luôn, chốt đơn luôn. Thủy Thanh chốt đơn X20 màu đỏ ok luôn. Váy vàng mặc bao nhiêu vậy chị? Vậy vàng mặc bao nhiêu? À váy vừa đấy màu vàng là 100 bao nhiêu nhỉ? Một cái gì nhỉ? À đây. Cái này là X20 chị nhá. Cái này là X20 này 150.000 thôi nhá. Cái bộ này chỉ 150.000 thôi, rất rẻ chị nhá. Cái này hàng là hàng thiết kế của bên em nhá. Đây nhá, cào quà kéo chúc mừng nhá. Nào ai đặt hàng để lấy thông tin nha, em chuẩn bị váy canh mặc đúng không? À cái canh mặc bên em, cái canh mặc bên em không bán bên trong chỉ có chân váy là 150.000 thôi. Còn áo khoác là 160.000 nhá. Mã sản phẩm là H1, các chị lưu ý cho em này. Bây giờ em mua mặc sang H1 màu đỏ nhá. Đây nha các chị ơi, H1 màu đỏ này đúng không ạ? Ai lấy H1 nào? Xem này đang mặc bao nhiêu á? Ờ, em mua đang mặc là chiếc váy bên trong là có giá 180.000, mã sản phẩm là V836 đúng không ạ? V836 là mã bên trong em mua mặc nhá, là váy body len. Đó, bên ngoài em mua được mặc mã H1 đúng không ạ? Mặc H1 160.000 nhá. Váy bên trong 180.000, váy bên ngoài là 160.000 nha. Ai lấy cái nào thì comment cho em nào. À, váy như em đang mặc nhưng không xẻ, đợi em một xíu. Có váy này thôi các chị nhá, đây nhá. Váy này nhá nhưng không xẻ nhá, đó. Rất xinh. Chỉ có váy này thôi, còn những váy khác bên em hết rồi. Hết rồi các chị ạ. Nào, comment đặt hàng nhá, em chuẩn bị kết thúc livestream nhá. 5 phút nữa em kết thúc livestream các chị nhá. Màu B nè, các chị nhá, màu B. H1 kèm màu kèm số mã cho em Phương nào. H1 các chị nhá, 160.000 trên một chiếc. H1 màu tím cẩm này. H1 tím cẩm các chị nhá. Đó. Em mua đang mặc là H1 màu đỏ nha. Đúng 160.000 trên một chiếc, không bàn giá khác nha. Rồi ok. Rồi ok Đức Phan nhá, có thấy
thấy chị luôn nha. Em kết thúc livestream ở đây, các chị thân mến nhá. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream này. Ai lấy nữa thì comment hàng cho em nào. Hàng hôm qua chưa gửi được Dung Quyên nhá. Dung Quyên ơi, hàng hôm qua chưa gửi được nhá. Có Kim Chi Nguyễn nhá, có Kim Chi Nguyễn nhá. Có nhà Hạnh Nguyễn nhá, bên em có gọi lại nhá, một xíu nữa hoặc là sáng mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại để tư vấn với chốt đơn nhá. Hỏi các chị kỹ càng luôn là chiều cao, cân nặng, gia đình có con còn hay không, ok để nó gửi hàng đi được không ạ? Các chị yên tâm nhá. Hồng Thành không chưa chị đặt mã nào ạ? Bên em đang bị tình trạng là vì có tải đơn ý. Em kết thúc livestream đây các chị nhá. Hẹn gặp lại các chị trong livestream sau này. Ai lấy mã nào nữa thì comment cho em nhá. Em vừa đang mặc là H1 màu đỏ, 160 trên một chiếc ạ. Đây nhá. Rồi, Kim Chi Nguyễn thêm một bộ nữa để lại số điện thoại cho em bên trên chưa? À rồi, ok, Kim Chi Nguyễn đã thấy nhá. Thu Trang Nguyễn X20 màu vàng chốt đơn nhá. Em chốt đơn cho các chị rồi nhá. Ba áo một váy ok, biết rồi chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều này, Dung Queen, ok. Để em xem nào. Em xem clip được bao nhiêu thời gian rồi. Ai lấy đúng không ạ? Chị nào đặt hàng đúng không ạ? Chị nào đặt hàng nữa thì để lại cho em nhá. H1 màu be Hồng Thành để lại số điện thoại cho em chưa? H1 màu be hôm nay bên em mới về Hồng Thành nha. Hôm trước bên em hết hàng H1 màu be chị nhá, nên chị đặt hàng lại cho em tại livestream này đi ạ, để em chốt đơn nhá. Hôm trước bên em H1 thì hết ạ. Nắng ạ, lấy một đỏ X20 màu vàng nắng ạ, để có số điện thoại bên trên chưa ạ? Nắng ạ thân mến, chị có số điện thoại của cho bên trên cho em chưa? Nắng ạ, nếu mà chưa có số điện thoại để lại nhá. Áo vest có bán Misu ơi, áo vest có 160.000 nhá. Bạn đặt hàng để lại thông tin cho em mình này. Áo vest mã sản phẩm là H1 nhá, 160.000 nhá. Ai đặt hàng để lại thông tin cho mình ngay và luôn nào. Ngay nào Hồng Thành để lại số điện thoại cho em chốt đơn lại cho chị nhá. Hôm nay bên em mã H1 mới về nhá. Đây nha các chị ơi, màu nâu này, màu tím cẩm này, màu be này, màu đen, màu đỏ và màu cam, màu đen không biết là thất lạc đi đâu từ đây. Có vest màu đen nha các chị nhá. Em không thấy đâu đây. Hôm qua mới mặc xong hôm nay em không biết mất màu đen đi đâu rồi. H1 màu đen bên em có vest đấy nhá. Nắng ạ, có số điện thoại chưa? Hồng Thành chốt đơn nhá. Rồi ok, chốt đơn lại cho chị luôn trong ngày hôm nay này. Ai đặt hàng đúng không ạ? Mặt mày mặc lại màu nâu tây đúng không? Màu nâu tây á. À ok, mặc màu nâu chị nhá. Các chị ơi, hàng hôm nay nó rẻ khoảng 150-160.000 trên một chiếc thôi. Nên chị đặt hàng thì ngay và luôn cho em nhá. Màu nâu tây các chị nhá, xinh không ạ? Đấy nhá, màu nâu tây nhá, rất xinh luôn. 160.000 trên một chiếc vest này, H1 kèm màu kèm số ngoài cho em nào. Tuấn Vận Cầu chốt đơn nhá. 160.000 Trúc Lê nha, 160.000 này, áo vest 160.000 Misu nhá. Misu lấy comment hàng cho mình nào. Màu cam đất này, màu nâu tây, màu đỏ này, màu tím cẩm này, màu be này, màu đen này, có cả màu đen xì nữa không? Nhưng mà không biết em có đi đâu rồi, em không tìm thấy nó. Đổi H1 nâu tây ok luôn, em mặc một phát các chị thích nâu tây hơn đúng không? Nào, ai lấy H1 nâu tây nào, comment hàng cho em nhá. H1 kèm màu kèm số ngoài cho em mưa nào. Màu nâu tây có chị đấy nhá. Ok không ạ? Rất xinh luôn. Mặc rất xinh, rất sang, đảm bảo cho các chị luôn. Chào bé Minh Tang đúng không? Chào chị thân mến này. Chị nào lấy H1 nâu tây đúng không ạ? Chị đặt hàng cho em nhá, chị là màu nâu tây nhá. 160.000 không bán giá khác nha. Bằng một dưới 58 cân bao vừa nắng hạn, đã thì số điện thoại chốt đơn nhá. Đổi H1 màu nâu tây ok luôn. H1 màu đỏ nữa nhé, ok luôn. Chị bán cho em một bộ dung màu đỏ đi chị. Trang Vũ ơi, bổ sung cho mình mã X20 nhá, Trang Vũ nhá. X20 màu đỏ cho mình nhá. X20 bổ sung mã X20 thì mình mới chốt xu nhá. Nếu không có mã thì sẽ không chốt được này. Ai lấy hàng nữa không ạ?
Hồng Thành lấy một màu đỏ. Vâng em biết rồi, chị đang lấy một màu đỏ của chị luôn. Màu đỏ của chị đây nha. Màu đỏ của chị đây nhá. Thì váy em mặc nó sẽ hơi sâu cho váy em, nhưng cứ phải đứng chéo chân mỏi hết cả cẳng luôn ý. Khổ thế. Em hơi cao quá chị ạ, à, mặc cái váy nó đi sẻ hơi sâu ấy. Em cao 1m70 cơ. Đây nhá, màu đỏ của chị đây nhá. Nào ai lấy H1 không ạ? Con bên H1 cái màu cho em nào, 160.000 thôi nhá. Trịnh Châu ơi, Trịnh Châu ơi, Trịnh Châu cho X20 trang vũ chất đơn này. Trịnh Châu ơi, Trịnh Châu lấy màu nào, để lại số điện thoại lấy màu nào đây ạ? Trịnh Châu lấy màu nào, comment mã cho em nào. Trịnh Châu lấy H1 thì bổ sung H1 kèm màu cho em nhé. Trịnh Châu ơi, Trịnh Châu lấy H1 màu đỏ thì bổ sung số điện thoại thông tin cho em nào. Đau bụng quá. Các chị thân mến ơi, em kết thúc livestream nhé. Hồng Thành ok, cảm ơn chị nhỉ. Em kết thúc livestream ở đây các chị thân mến nha. Hẹn gặp lại các chị trong livestream sau này. Ai thiếu số điện thoại bổ sung số điện thoại, ai thiếu mã bổ sung mã này. Đúng không ạ? Thì em mới chốt đơn nhé, không em không giữ hàng đâu ạ. Các chị lưu ý nhá, một xíu nữa thì sẽ có nhân viên của bên em gọi điện tư vấn để chốt đơn cho các chị. Nhưng các chị vui lòng là nghe máy sau khoảng 2-3 cuộc gọi mà các chị không nghe máy thì bên em tự động hủy đơn nhá. Không cần biết lý do, tại vì bên em cũng không có thời gian để gọi điện cho các chị quá nhiều lần đấy, để tránh trường hợp nếu may chúng ta không thích nữa mà bên em gọi điện làm phiền thì nó cũng rất bất tiện đó. Chị Trang hát một màu nâu tây chốt đơn nhá. Chị cao 1m65 nặng 58 cân có vừa trang vũ nhá. Em cao 1m70, hơn chị có vài phân, 5 phân thôi và em nặng 58 cân này ạ. Rồi cho chị nhá, Misu chốt đơn màu đỏ chốt đơn nhá. Nào em chốt đơn cho tất cả chị thân mến rồi nhá. Và em kết thúc livestream ở đây, hẹn gặp lại các chị trong một livestream sau của em Hương vào ngày mai nhá. Chị nào yêu mến em thì tham gia livestream của em vào ngày mai nhá. Misu chốt đơn màu đỏ nha, size S ok luôn.